Phiên biển này, tàu cá QNG94877 của ông Trần Hồng Vương ở xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, đánh bắt tại Hoàng Sa của Việt Nam, nơi Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép. Mặc dù bị Trung Quốc rượt đuổi, nhưng tàu cá QNG94877 vẫn bám trụ đánh bắt hải sản. Sau gần 20 ngày ra khơi, ngày 30 tháng 5 năm 2014, tàu cá QNG94877 về cảng Mỹ Á Phổ Quang khi bắt được hàng tấn cá lớn. Sau khi trừ phí tổn, nhiên liệu, mỗi ngư dân trên tàu kiếm được trên 15 triệu đồng. Đem về những sản phẩm, số sản phẩm này cho anh đem thủy thủ để có cái lợi nhận gì đó. Cũng như tàu QNG94877, những ngày qua, tại cảng Mỹ Á thuộc xã Phổ Quang tấp nập tàu cá trở về từ Hoàng Sa. Mặc dù tại vùng biển Hoàng Sa, ngư dân Quảng Ngãi gặp không ít khó khăn do Trung Quốc gây hấn, tấn công. Không những tàu cá kiểm ngư, quân sự Trung Quốc, mà cả tàu cá Trung Quốc đổ xô đến Hoàng Sa, cản trở ngư dân Quảng Ngãi đánh bắt hải sản. Khó khăn, nguy hiểm là vậy, nhưng ngư dân Quảng Ngãi vẫn không lùi bước, vẫn bám Hoàng Sa, thu về nhiều tôm cá. Ngư dân chúng tôi là cũng vẫn bám biển gần giàn khoan và hiện nay là thấy đem về nhiều cái thủy sản và rất nhiều cái nguồn lợi. Điều này là riêng là anh em cũng rất phấn khởi, dù cho có khó khăn gì cũng vẫn đem lượng cá về để tiêu thụ. Những phiên biển cá đầy khoang, thu lãi hàng trăm triệu đồng đã làm cho ngư dân Quảng Ngãi tăng thêm phấn khích, hừng hực khí thế, tiếp tục thẳng tiến ra Hoàng Sa, khu vực giàn khoan trái phép của Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền cũng như đánh bắt hải sản.